Xin chào cả nhà đến với kênh Kiên Nguyễn Cuộc Sống Ma Mỹ. Hôm nay mình sẽ vào bếp và làm món cánh gà chiên giòn bằng nồi chiên không dầu nha cả nhà. Mình chỉ cần một bịch này thôi nha, cho mấy đứa nhỏ ăn thôi. Một bịch 3 pound. Mình bỏ chấm muối vào và rửa thật sạch. Sau đó mình sẽ dùng khăn giấy và thấm cho thấm hết ráo hết nước, cho thật khô để bắt đầu mình ướp nha. Cho vào nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê hạt nêm từ rau củ quả, 2 muỗng canh bột tỏi và mùi tây. Một muỗng canh dầu ô liu, một muỗng canh và màu điều hành phi, hai muỗng canh bột chiên tôm. Nếu không có bột chiên tôm thì mình có thể dùng bột bắp. Ướp xong và mình trộn đều lên cho thịt thấm gia vị. Sau đó thì mình cho vô tủ lạnh khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ để gia vị thấm vào thịt. Khi mình nướng thì vị thấm tháp ngon hơn nha cả nhà. Cánh gà này mà mình nướng trong cái lò chiên không dầu thì mình chỉ để khoảng 350 độ F thôi. Mặc dù nướng hơi lâu là khoảng 20 phút một bên, nhưng mà nướng như vậy thì mình chắc chắn là thịt nó chín, còn hơn để nhiệt độ cao mà mình thịt mau cháy nhưng mà ở bên trong thì lại còn sống. Cho nên mình chắc ăn nhất là nướng ở 350 độ F trong vòng 20 phút mỗi bên. Sau đó mình cho vào nồi chiên không dầu, bật lò ở chế độ air fryer và nướng trong vòng 20 phút ở nhiệt độ 350 độ F là khoảng 137 độ C. Sau 20 phút mình lật cánh gà lại và nướng thêm 20 phút nữa, hoặc là cho đến khi mình thấy mà cái cánh gà nó chuyển sang màu vàng nâu nha. Và đây cánh gà chiên giòn bằng nồi chiên không dầu, rất là hấp dẫn phải không cả nhà, màu rất là đẹp. Ta-da! Xin mời cả nhà cùng thưởng thức món cánh gà chiên bằng nồi chiên không dầu, rất là giòn đó, và nó cũng vừa ăn thấm tháp gia vị. Ăn có thể mình ăn cơm hoặc là ăn riêng chấm với ketchup. Yes, rất là ngon. Mấy đứa nhỏ ăn rất là nhiều. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Kim Nguyễn Cuộc Sống Ở Mỹ. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Xin chúc cả nhà một tuần mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và đầy năng lượng. Bye bye.